Tháng 11 năm 2018, Lý Quyên lãnh đạo cấp trên đến hội thánh chúng tôi giám sát công tác. Lúc đó một thành viên trong hội thánh đang lan truyền định kiến với các lãnh đạo. Lập bè phái gây nhiễu loạn hội thánh. Chúng tôi thông công nhiều lần mà anh ta chẳng ăn năn. Chúng tôi không chắc có nên xác định anh ta là một kẻ địch lại đấng Chris hay không. Vì vậy đã hỏi Lý Quyên. Lý Quyên dùng lẽ thật về cách phân định kẻ địch lại đấng Chris để thông công với chúng tôi về cách xác định anh. Cho chúng tôi con đường thực hành. Qua những lần trò chuyện tôi được biết Khi Lý Quyên mới lên làm lãnh đạo Chị ấy chỉ mất hai tuần xử lý một vài chuyện hỗn loạn trong hội thánh Mà người khác mất hơn hai tháng Giờ là lãnh đạo cấp trên Chị ấy giám sát công tác của nhiều hội thánh Và giải quyết nhiều vấn đề cho họ Chẳng mấy chốc tôi bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ chị ấy Sau đó tôi và cộng sự gặp phải những vấn đề mà mình không hiểu Nên chúng tôi đã chờ đợi chị Lý Quyên đến chỉ dẫn cho chúng tôi ừ chờ mãi đến một tháng sau cuối cùng chị ấy cũng ghé lại hội thánh chúng tôi tôi liền chia sẻ ngay những vấn đề và khó khăn chúng tôi đang gặp trong công tác và chị ấy xử lý rất nhanh chóng sau vài lần tiếp xúc tôi ngưỡng mộ lý quyên lắm tôi nghĩ chị xứng đáng làm lãnh đạo cấp trên thấy chị hiểu lẽ thật và biết phân định có những vấn đề mà tôi chẳng biết giải quyết thế nào thì chị ấy lại xử lý dễ dàng tôi mong chị ấy có thể đến để chỉ dẫn chúng tôi thường xuyên hơn nhưng ngạc nhiên thay chỉ vài tháng sau chị lý quyên bị cách chức ờ cách chức à phải bởi vì chị ấy kiêu ngạo chuyên quyền trong công tác của mình không chịu tiếp nhận lẽ thật gây nhiễu loạn cho công tác của hội thánh tôi thật không hiểu nổi chuyện này nhưng tôi cũng nghĩ bị cách chức như vậy có thể cũng tốt cho chị ấy nếu chị ấy biết mình và thay đổi thì sau này sẽ có thể được giao lại trọng trách chính vì vậy dù cho chị ấy bị cách chức vị trí của chị ấy trong lòng tôi vẫn không hề bị suy chuyển chút nào. Ừ, vài tháng sau đó hội thánh cử tôi và lý quyên phụ trách công tác thanh lọc, tôi mừng rơn trong lòng. tôi muốn tận dụng cơ hội này để học hỏi thêm từ chị lý quyên. sau đó trong khi chúng tôi thảo luận công việc, chị ấy luôn tìm được nguyên tắc phù hợp để thông công và giải quyết. chị còn hay nói, chị có đức tin không lâu thì được bầu làm lãnh đạo còn nói chị ấy đã dốc hết sức và cải thiện công tác của hội thánh như thế nào đã rút ra được điều gì sau khi bị cách chức chị còn nói rằng hội thánh đang định giao lại trọng trách cho chị ấy nghe chị nói khiến tôi càng ngưỡng mộ chị ấy hơn và tôi luôn tìm chị ấy mỗi khi có thắc mắc gì chị ấy luôn có câu trả lời dần dần tôi không còn tập trung cầu nguyện tìm kiếm đức chúa trời trong bổn phận mà chuyện gì cũng dựa dẫm vào lý quyên nghĩ chị ấy nói gì cũng đúng nhân vô thập toàn có ai mà luôn đúng được chứ đúng vậy phải đó nhưng lúc đó tôi đã đánh giá quá cao về chị lý quyên tôi mù quáng bợ đỡ chị và suýt hùa theo chị phạm phải việc đại ác ồ đã có chuyện gì vậy một hôm tôi biết được chuyện về trương bình lúc còn giữ vị trí lãnh đạo vì có thành kiến với một người cộng sự mà đã nói những lời phán xét về chị ấy với người nhà rồi gia đình chị ấy đã thuật lại những lời này trong một buổi hội họp nhóm chỉ vì chuyện đó mà lãnh đạo hội thánh xác định trương bình là kẻ địch lại đấng chris gia đình chị ấy cảm thấy xử lý vậy là không hợp với nguyên tắc nên họ viết thư phản ánh chuyện này thật không ngờ lãnh đạo hội thánh lại xác định cả nhà trương bình là bè lũ địch lại đấng chris và tiến hành cách ly họ chỉ vì chuyện như vậy mà nói họ là bè lũ địch lại đấng chris thì đúng là quá tùy tiện phải đúng đó nhìn vào sấp hồ sơ khai trừ trương bình tôi thấy chị ấy chỉ tỏ lộ một tâm tính bại hoại và nói ra một vài lời xét đoán chị ấy không tranh giành địa vị lập vương quốc riêng không phải kẻ địch lại đấng chris gia đình chị ấy viết thư phản ánh chỉ để đơn thuần nêu ra vấn đề nhưng họ đâu có lập bè phái nhiễu loạn công tác hội thánh không nên gọi họ là những kẻ địch lại đấng chris ừ, phải chắc chắn là không còn nữa vài năm trước tôi có tiếp xúc với trương bình chị có nhân tính chấp nhận được cũng không hành ác có sai lầm khi gọi chị là kẻ địch lại đấng chris và khai trừ chị hay không đó đâu phải là vấn đề nhỏ đúng đó tôi muốn lý quyên giúp tôi suy nghĩ kỹ lại vấn đề này nhưng ngạc nhiên thay chị ấy nói dứt khoát trường bình xét đoán cộng sự chính là hành ác gia đình cô ta còn lên tiếng bênh vực cô ta nên họ chính là bẻ lũ địch lại đấng chris ta có thể kiểm tra xem họ còn làm ra việc ác nào nữa không tôi cảm thấy chị ta kết luận dứt khoát vậy là không đúng nhưng rồi tôi lại nghĩ bụng nếu lý quyên chắc chắn như vậy thì hẳn chị ấy đã nắm rõ mọi chuyện chị ấy từng làm lãnh đạo cấp trên có nhiều kinh nghiệm và khả năng phân định tốt hẳn chị biết lẽ thật và nhìn rõ mọi chuyện hơn mình vậy là tôi đổi thái độ nói rằng mấy năm rồi tôi chưa tiếp xúc với chị trương bình tôi không rõ chị ấy còn phạm phải việc ác nào không vậy ta cứ tìm hiểu thêm rồi hãng quyết định chẳng bao lâu sau tôi có được thêm chút thông tin về trương bình chị ấy không làm ra việc ác nào khác và sau khi xét đoán cộng sự đó chị ấy đã phản tỉnh và biết mình gia đình chị ấy đâu có loan truyền sự xét đoán hay lôi kéo người khác để biện hộ cho trương bình đâu xét về hành vi họ không nên bị xác định là kẻ địch lại đấng christ và bị khai trừ ừ, phải. À, vậy chị lý quyên nghĩ sao về điều này chị ấy khinh bỉ nghĩ rằng trương bình đích thị là kẻ địch lại đấng chris chị ấy nói nếu để những kẻ địch lại đấng chris ở lại hội thánh họ sẽ hành ác và nhiễu loạn tức là chúng ta góp phần vào việc ác của họ có một chị em khác cũng không đồng ý với lý quyên chị ấy nói họ không phải là bè lũ địch lại đấng chris mà mới chỉ thể hiện chút bại hoại thôi ta nên nhận họ trở lại hội thánh đúng phải. rồi nhưng lý quyên vẫn mạnh miệng bảo kể cả không địch lại đấng chris trương bình vẫn là kẻ hành ác cô ta bôi nhọ đồng sự với người nhà mình người nhà cô ta đem kể trong buổi hội họp rồi viết thư phản ánh thế chẳng phải gây nhiễu loạn sao không thể nhận lại họ mà còn phải tìm hiểu thêm về việc ác của họ à, vậy chẳng phải là tùy tiện sao đúng đó gia đình trương bình chỉ mới đề cập về chuyện đó trong một buổi họp nhóm ừ. sao lại là lan truyền xét đoán được phải đó hơn nữa phản ánh vấn đề mà ta phát hiện là việc đúng đắn nên làm ừ đúng vậy sao lại gọi là gây nhiễu loạn hội thánh được chị lý quyên này đang nói năng hành động một cách vô nguyên tắc đúng đó phải nhưng sau khi nghe lý quyên nói xong tôi cứ cảm thấy lưỡng lự tôi nghĩ lý quyên quá chắc chắn về chuyện phải khai trừ trương bình liệu có phải tôi chưa nhìn thấu về chuyện này trương bình hành ác thật sao lý quyên đã làm lãnh đạo một thời gian dài nên hẳn phải có tầm nhìn bao quát hơn tôi tôi cho rằng mình thiếu phân định nên tôi muốn tiếp tục xem xét những việc Trương Bình đã làm. Và thế là dù trong lòng cảm thấy không thoải mái chút nào, tôi vẫn dốc sức điều tra và bảo một vài anh chị em khác tìm hiểu thêm chuyện đó. Khi làm như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu trong lòng, tâm tối về mặt thuộc linh. Tôi không diễn tả được cảm giác đó. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin Ngài dẫn dắt tôi biết mình qua chuyện này có thể hành động phù hợp với ý muốn của Ngài. Amen. Cầu nguyện xong, tôi đọc được đoạn lời này của à. Ngài. Mọi hội thánh và mọi cá nhân đều được Đức Chúa Trời theo dõi cả. Dù cho có bao nhiêu người đang thực hiện bổn phận hay đi theo Ngài trong một hội thánh, lúc họ rời khỏi lời Đức Chúa Trời, lúc đánh mất công tác của Đức Thánh Linh, họ không còn trải nghiệm công tác của Đức Chúa Trời. Và do đó họ và bổn phận họ đang thực hiện không liên quan và không dự phần trong công tác của Đức Chúa Trời. Khi đó hội thánh này đã trở thành một nhóm tôn giáo. Các ngươi có thấy những người này đang gặp nguy hiểm lớn không? Họ không bao giờ tìm kiếm lẽ thật khi gặp phải khó khăn và họ không hành động theo các nguyên tắc của lẽ thật mà chịu sự sắp xếp và thao túng của con người. Thậm chí nhiều người khi thực hiện bổn phận không bao giờ cầu nguyện hay tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật chỉ hỏi và làm theo người khác bảo nhìn mặt đoán ý người khác mà hành động người khác bảo họ làm gì thì họ cũng răm rắp làm theo họ nghĩ việc cầu nguyện về những khó khăn và tìm kiếm lẽ thật quá mơ hồ và khó khăn nên họ tìm đến giải pháp đơn giản dễ dàng hơn nghĩ rằng dễ dàng và thiết thực nhất là dựa vào và làm theo người khác do đó họ chỉ đơn giản làm theo những gì người khác nói hỏi người khác trong mọi việc. Kết quả là thậm chí sau khi đã tin Đức Chúa Trời nhiều năm, nhưng khi gặp phải một vấn đề, họ chưa từng đến trước Ngài để cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Ngài cùng lẽ thật. Để hiểu biết về lẽ thật và hành động cư xử theo ý muốn của Ngài. Họ chưa từng có trải nghiệm như thế. Người như vậy có thực hành đức tin nơi Đức Chúa Trời không? Amen. Amen. Amen lời đức chúa trời cho thấy khi trong lòng ai đó không có ngài là họ chẳng tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật mà chỉ lắng nghe người khác và theo kế hoạch của người khác đó không phải thực hành đức tin và ngài không công nhận kiểu đức tin đó chẳng phải đó chính là tình trạng của tôi sao trong chuyện liên quan đến gia đình trương bình lý quyên nói chắc chắn họ là bè lũ địch lại đấng chris tôi cảm thấy như thế không hoàn toàn phù hợp với sự thật nhưng tôi quá coi trọng chị ấy nên chẳng tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật chị ấy có nói gì tôi cũng hùa theo từ kết quả điều tra tôi đã nhận ra gia đình trương bình bị quy kết sai nhưng thấy lý quyên quả quyết đến vậy tôi đã gạt hết quan điểm của mình sang một bên dù cảm thấy không ổn tôi vẫn không tìm kiếm nguyên tắc của lẽ thật tôi chỉ ép bản thân mình làm theo lời của lý quyên đức chúa trời không hề có chỗ trong lòng tôi như thế mà là có đức tin sao à, tôi cứ cảm thấy ngày một tồi tệ Tôi đã luôn nghĩ mình có lòng tin chân chính vào Đức Chúa Trời, nhưng không ngờ mình lại sùng bái và đi theo một con người. Lòng tôi thấy khó chịu lắm, tôi khiến Đức Chúa Trời ghê tởm, nếu không ăn năn, tôi thật sự có thể bị loại bỏ. Nhưng suy nghĩ này khiến tôi thấy sợ hãi nên tôi đã cầu nguyện. Xin Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi xoay chuyển tình trạng của mình, tìm kiếm lẽ thật và đối xử với gia đình Trương Bình theo nguyên tắc. Sau đó, Tôi đã tìm kiếm các nguyên tắc lẽ thật liên quan đến vấn đề của Trương Bình và hiểu ra, khác biệt giữa kẻ địch lại đấng Chris và người có tâm tính bại hoại thông thường. Kẻ địch lại đấng Chris xem quyền lực như sinh mệnh và luôn muốn kiểm soát dân sự Đức Chúa Trời chọn, họ trừng phạt người ta để đoạt quyền lực, làm quá nhiều sự ác, nhiễu loạn nghiêm trọng công tác hội thánh ừ, phải. Còn nữa, những kẻ địch lại đấng Chris về thực chất là kẻ ác thiếu nhân tính. Đúng vậy. Họ thường không thấy hối hận càng không thấy ăn năn dù đã làm bao nhiêu việc ác. Còn những người có tâm tính bại hoại thông thường thì chỉ không kìm nổi việc nói năng hành động vì danh lợi địa vị. Nhưng họ có lý trí lương tâm, có thể tiếp nhận lẽ thật và phản tình. Sau khi đi con đường sai, nhờ được anh chị em xử lý và nhờ được Đức Chúa Trời sửa dạy và sửa phạt, họ có thể ăn năn hối cải, đúng như Đức Chúa Trời phán. Bất kể là ai, thì dù đã phạm bao nhiêu điều ác hay đã phạm những sai lầm lớn đến đâu, việc họ địch lại đấng Chris hoặc có tâm tính của một kẻ địch lại đấng Chris hay không, được xác định dựa trên việc liệu họ có thể tiếp nhận lẽ thật, chấp nhận bị tỉa sửa xử lý và liệu họ có thực sự ăn năn hay không. Nếu họ có thể tiếp nhận lẽ thật, chấp nhận việc tỉa sửa và bị xử lý thực sự ăn năn và vui vẻ dâng đời phục vụ Đức Chúa Trời, thì họ thực sự có chút ý định ăn năn và những người như vậy không được phân loại là những kẻ địch lại đấng Chris. Amen. Amen. Amen giờ trong lòng tôi đã biết rõ rằng trường bình không địch lại đấng chris và gia đình chị không phải bẻ lũ địch lại đấng chris tôi không được tiếp tục do dự và mù quáng nghe theo một con người phải đó ừ, vậy thì hay quá biết lẽ thật là khi ta phân định và đánh giá đối xử với người khác một cách đúng đắn ừ, đúng lắm điểm mấu chốt là ta phải tìm kiếm lẽ thật đúng là vậy. phải tôi đã tiếp tục tìm kiếm khi Lý Quyên và tôi có những quan điểm khác nhau Tại sao tôi lại không biết tìm kiếm lẽ thật Mà cứ hùa theo chị ấy Đó chẳng phải căn nguyên vấn đề sao Phải Tôi nhớ lại lời Đức Chúa Trời ừ. Điều mà ngươi ngưỡng mộ Không phải sự khiêm nhường của Đấng Chris Mà là những kẻ chăn dắt giả mạo Có địa vị thật nổi trội Ngươi không hề quý mến Vẻ đáng mến và sự khôn ngoan của Đấng Chris Mà ngươi chỉ biết quý mến những kẻ phóng đãng chìm đắm trong sự nhơ nhuốc của trần gian. Người cười vào nỗi đau của đấng Chris, đấng không có nơi để gối đầu. Nhưng người lại hết mực ngưỡng mộ những cái xác, săn lùng các của lễ và sống trong sự trụy lạc. Người không hề sẵn lòng chịu khổ bên cạnh đấng Chris dù chỉ một chút, nhưng người vui vẻ lao vào vòng tay của những kẻ khinh suất địch lại đấng Chris. Dù họ chỉ cung cấp cho người xác thịt, cho người lời nói, và sự kiểm soát. Ngay cả trong lúc này đây, lòng ngươi vẫn hướng về họ. Ngươi hướng đến thanh danh của họ, ngươi hướng đến địa vị của họ, hướng đến sự ảnh hưởng của họ. Nhưng ngươi tiếp tục cảm thấy công tác của Đấng Chris là khó chấp nhận và ngươi không sẵn lòng chấp nhận công tác đó. Đây là lý do vì sao ta nói ngươi thiếu đức tin để thừa nhận Đấng Chris. À Amen. Amen. Phải. Amen. Đọc lời Đức Chúa Trời tôi thấy mình đã sùng bái và đi theo con người. Vì trong đức tin, tôi chẳng hề xem đấng Chris là đấng tối cao mà chỉ sùng bái địa vị quyền lực. Vì trước đây Lý Quyên từng là lãnh đạo cấp trên, có giải pháp khi giám sát công tác, nên tôi nghĩ rằng chị ấy biết lẽ thật, nên đã coi trọng ngưỡng mộ chị. Nên khi làm việc với chị ấy, tôi chẳng có ý tưởng hay chính kiến gì cả. Chị ấy có bảo gì tôi cũng làm theo. Những lời mà chị ấy nói, tôi đều xem chúng là lẽ thật kể cả trong vấn đề quan trọng như xác định Trương Bình và gia đình có nên bị khai trừ hay không, tôi cũng mù quáng làm theo lý quyên. Vì thế mà gây trì hoãn việc tiếp nhận lại gia đình họ vào hội thánh và còn trì hoãn lối vào sự sống của họ. Phải. Đúng đó. Đức Chúa Trời rất trân quý sự sống của mỗi một con người. Nhưng anh chị em nào bị lãnh đạo giả áp bức thì sẽ không được sống đời sống hội thánh lâu dài. Họ sống trong tâm tối, thấy bất lực và đau đớn. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến ý muốn của Đức Chúa Trời và nhận trách nhiệm cho sự sống người khác. Trong chuyện của Trương Bình, tôi đã luôn lắng nghe theo một con người. Tôi thực sự quá đỗi hồ đồ mà. Không có sự tâm tối và đau đớn thuộc linh đó, hẳn tôi đã không tỉnh ngộ mà cứ làm việc sai trái. Tôi đã cầu nguyện ăn năn với Ngài, lại Đức Chúa Trời, con không muốn tiếp tục bợ đỡ đi theo con người. Con muốn tôn Ngài là vĩ đại, hành động theo nguyên tắc lẽ thật sau đó khi gặp chị Lý Quyên tôi đã chia sẻ ý kiến của mình ai ngờ chị ấy chỉ nói cộc lốc chuyện này để sau rồi hãng nói rồi chị ấy đổi chủ đề khác chị ấy làm vậy tức là không tiếp nhận lẽ thật đúng rồi đó tôi thấy chị ấy vẫn khư khư quan điểm của mình và chẳng quan tâm đến sự sống của các anh chị em khác tôi đã rất tức giận và quyết tâm rằng dù thế nào đi nữa tôi nhất định cũng phải báo cáo với lãnh đạo về tình hình của gia đình Trương Bình ừ, đúng đó vài ngày sau lãnh đạo đến để làm vài việc. Và vạch trần rằng Lý Quyên đã quá chuyên quyền trong công tác thanh lọc. Tùy tiện xác định người ta trái với nguyên tắc gây nhiễu loạn nghiêm trọng công tác hội thánh và đã cách chức Lý Quyên. Tôi thấy có vẻ trong vụ việc của Trương Bình, Lý Quyên cũng biết rõ là mình sai nhưng mà lại không muốn thừa nhận. Chị ta sắp xếp người đi tìm thông tin về Trương Bình để cố gắng bới lông tìm vết nhất quyết khiến gia đình trương bình bị khai trừ vì là những kẻ địch lại đấng chris à, chị ta thật quá tả ác đúng vậy phải trong lòng tôi lúc đó rất giận để bảo vệ địa vị của bản thân mình chị ta chẳng màng đến sự sống của anh chị em thật là quá đỗi tả ác phải ừ. tôi chợt nghĩ lại thời gian làm việc với lý quyên chị ta luôn nói về nỗ lực làm việc của mình nên tôi đã xem chị ta là người biết mưu cầu lẽ thật tôi chẳng mổ xẻ động cơ và thực chất hành động đó dựa trên lẽ thật ừ chia sẻ trải nghiệm thực sự là phải nói về những gì mà ta đã nhận thức được nhờ sự phán xét của đức chúa trời phải đã học được những lẽ thật nào thực hành lẽ thật thế nào để làm đức chúa trời thỏa lòng vậy mà lý quyên không hề nói về nhận thức chân chính những thời điểm khó khăn mà chị ta kể lại chỉ toàn là đề cao và làm chứng cho mình để được ngưỡng mộ chị ta đã đi con đường địch lại đấng chris phải đúng đó lúc đó khi đã có được vài phân định về lý quyên tôi càng thấy ghét bản thân hơn nữa tôi tin đức chúa trời nhiều năm mà chẳng nhìn mọi sự qua lời ngài chỉ nhìn vào ân tứ tố chất của người ta sùng bái địa vị quyền lực suýt hùa theo lý quyên làm việc ác khai trừ người ta một cách sai trái tôi thật sự quá mù quáng và ngu muội suy nghĩ như thế tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ ừ. phải đó trong đức tin nếu không tập trung mưu cầu lẽ thật mà cứ sùng bái đi theo con người ừ. thì có thể chống đối đức chúa trời bất kỳ lúc nào Đúng vậy. phải rồi tôi đọc được lời này của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời toàn năng phán: Khi một người nào đó được các anh chị em chọn làm lãnh đạo, hoặc được nhà Đức Chúa Trời đề bạt làm một phần công việc nhất định hay thực hiện một bổn phận nhất định, điều này không có nghĩa là họ có một địa vị hay thân phận đặc biệt hoặc rằng những lẽ thật mà họ hiểu thì sâu hơn và nhiều hơn của những người khác càng không có nghĩa là người này có thể quy phục đức chúa trời và sẽ không phản bội ngài nó cũng không có nghĩa là họ biết đức chúa trời và là người kính sợ đức chúa trời trên thực tế họ chưa đạt được điều nào trong số này đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất sự đề bạt và tu dưỡng của họ đơn thuần có nghĩa là họ đã được đề bạt và đang chờ đợi sự tu dưỡng và kết quả cuối cùng của sự tu dưỡng này phụ thuộc vào con đường mà người đó đi và những gì họ theo đuổi do vậy khi một người nào đó trong hội thánh được đề bạt và tu dưỡng để làm lãnh đạo đây chỉ là sự đề bạt bồi dưỡng theo nghĩa đơn giản nhất nó không có nghĩa họ đã là một lãnh đạo đủ tư cách hay một người có năng lực là họ đã có khả năng đảm nhận công việc của một lãnh đạo và họ có thể thực hiện công tác thực tế không phải vậy khi một người nào đó được đề bạt và bồi dưỡng để làm lãnh đạo điều chí ít mà họ phải sở hữu là điều mà hầu hết mọi người không nhìn thấy rõ một số người dựa vào trí tưởng tượng của họ mà nể phục những người được đề bạt và bồi dưỡng nhưng đây là một sai lầm cho dù những người được đề bạt có thể đã có đức tin bao nhiêu năm đi nữa họ có thực sự sở hữu thực tế của lẽ thật không không hẳn liệu họ có thể mang lại kết quả cho sự sắp xếp công việc của nhà đức chúa trời không không hẳn họ có ý thức trách nhiệm không họ có sở hữu sự cam kết không họ có thể quy phục đức chúa trời không khi gặp một vấn đề họ có thể tìm kiếm lẽ thật và quy phục đức chúa trời không tất cả những điều này là không biết được những người này có lòng kính sợ đức chúa trời không và chính xác thì lòng kính sợ đức chúa trời của họ lớn đến mức nào họ có khả năng làm theo ý muốn của riêng mình khi làm việc không họ có thể tìm kiếm đức chúa trời không trong thời gian thực hiện công việc của người lãnh đạo họ có đều đặn và thường xuyên đến trước đức chúa trời để tìm kiếm ý muốn của đức chúa trời không họ có thể hướng dẫn mọi người trong lối vào thực tế của lẽ thật không họ chắc chắn không có khả năng làm những điều như vậy ngay lập tức họ chưa được đào tạo và có quá ít kinh nghiệm do đó họ không có khả năng làm những việc này đây là lý do tại sao việc đề bạt và bồi dưỡng ai đó không có nghĩa là họ đã hiểu lẽ thật cũng không phải nói rằng họ đã có khả năng thực hiện bổn phận của mình một cách thỏa đáng ta nói điều này có mục đích gì để nói với mọi người rằng họ phải tiếp cận một cách đúng đắn sự đề bạt và tu dưỡng nhiều loại nhân tài khác nhau trong nhà đức chúa trời và không được khắt khe trong những đòi hỏi của họ đối với những người này đương nhiên mọi người cũng không được thiếu thực tế trong quan điểm của mình về họ sẽ là ngu ngốc khi đánh giá quá cao hoặc tôn kính họ quá mức, cũng không nhân đạo hay thực tế khi quá khắt khe trước những yêu cầu của các người đối với họ. Vậy cách hợp lý nhất để hành động với họ là gì? Hãy nghĩ về họ như những người bình thường và khi có vấn đề cần tìm kiếm, hãy thông công với họ và học hỏi từ những điểm mạnh của nhau và bổ khuyết cho nhau. Amen. Lời của Đức Chúa Trời rất rõ ràng. Khi một người được chọn để làm lãnh đạo, đâu có nghĩa người đó biết lẽ thật và có thể thực hành bổn phận cho thích đáng. Họ cũng bị bại hoại như mọi người, có thể làm theo ngẫu hứng, kinh nghiệm và cũng có thể vi phạm nguyên tắc. Chúng ta phải phân định con người chiếu theo nguyên tắc lẽ thật chứ không được mù quáng đi theo họ. Ừ, phải. Hơn nữa, dù mối thông công của các lãnh đạo về lẽ thật có thể khai sáng, thì đó là sự khai sáng của Đức Thánh Linh và do Đức Chúa trời ban ta không được mù quáng sùng bái và đi theo con người nếu công tác của lãnh đạo có lỗi lầm hay thiếu sót nào đó hoặc nếu họ vi phạm nguyên tắc lẽ thật nào thì phải xử lý đúng chỉ ra và giúp đỡ bằng tình yêu thương để họ có thể thay đổi mình và làm việc theo nguyên tắc ừ. đúng vậy nhưng bởi vì tôi sùng bái địa vị quyền lực nên đã lầm tưởng rằng vì Lý Quyên là lãnh đạo cấp trên nên hẳn chị ta biết lẽ thật rõ hơn tôi suy nghĩ của tôi thật hết sức vô căn cứ chị ta làm lãnh đạo nhiều năm và có đầy kinh nghiệm công tác có thể nói vài giáo điều và giải quyết vài vấn đề nhưng thế đâu có nghĩa là chị ta hiểu lẽ thật đúng không người thật sự hiểu lẽ thật thì sẽ tôn kính đức chúa trời họ có nguyên tắc ừ. và không hành động theo ngẫu hứng của mình phải nhìn vào lý quyên theo góc độ này mối thông công nhận thức của chị ta có vẻ cao quý còn nói khi không hiểu thì nên tìm kiếm lẽ thật chứ đừng Bám vào quan điểm riêng Nhưng khi gặp chuyện Chị ta luôn làm theo cách của mình Chị ta chẳng tiếp thu đề xuất của người khác Cũng chẳng hề chịu tìm kiếm Chị ta chỉ toàn nói giáo điều Mà chẳng có chút thực tế nào Đúng Chị ta đã chẳng hề phản tình Và cũng hoàn toàn không hiểu gì về bản tính sa tan kiêu ngạo của mình Lại còn sẵn sàng tùy tiện khai trừ người khác Để giữ địa vị cho bản thân mình Rõ ràng chị ta là lãnh đạo giả Và là kẻ địch lại đấng Chris Đúng vậy sau đó, trương bình và gia đình đã được tái gia nhập hội thánh. Tạ ơn Đức, phải. nghĩ về chuyện gia đình họ không được sống đời sống hội thánh suốt hơn hai tháng, nghĩ đến nỗi đau thuộc linh họ phải chịu đựng bấy lâu, tôi cảm thấy lòng mình đau buồn không thể tả nổi. tôi hận mình đã không tìm kiếm lẽ thật mà cứ nghe theo con người. Ừ. nếu trước đó tôi tìm kiếm nguyên tắc lẽ thật và ngay lập tức đưa họ vào lại hội thánh, thì lối vào sự sống của họ đâu có bị trì hoãn như vậy lúc đó tôi mới nhận ra một điều rằng mù quáng sùng bái ai đó khiến ta dễ cùng họ hành ác chống đối đức chúa trời tôi còn hận mình quá hổ đồ mù quáng đi theo một con người làm việc đại ác như thế rồi tôi đọc được lời này của đức chúa trời ừ. cách đơn giản nhất để mô tả niềm tin nơi đức chúa trời là tin rằng có một đức chúa trời và trên nền tảng này đi theo ngài vâng lời ngài chấp nhận sự thống trị sắp đặt và sắp xếp của ngài là nghe lời ngài phán, sống theo những lời ngài dạy và làm mọi sự theo lời ngài dặn dò, cố gắng để làm một loài thọ tạo thật sự kính sợ ngài và lánh khỏi điều ác. Đây mới là niềm tin thật vào ngài, là ý nghĩa của việc đi theo ngài. Amen. Amen. Lời của Đức Chúa trời cho tôi thấy rằng kính sợ Đức Chúa trời, tôn ngài vĩ đại và tìm kiếm các nguyên tắc của lẽ thật là điều tối thiểu phải giữ trong đức tin. Ừ. Phải. Dù là bất kỳ ai miễn lời họ nói phù hợp với lẽ thật thì chúng ta cứ làm theo cự tuyệt những điều đến từ quan niệm và tưởng tượng của con người phải luôn làm theo lời Đức Chúa trời đó mới là đức tin thật thật sự đi theo ngài Amen. tạ ơn Đức Chúa trời tôi đã nhìn thấy rõ ràng con đường đi theo Đức Chúa trời sau này của mình à, hay quá tạ ơn Đức Chúa trời tạ ơn Đức Chúa trời, đức Chúa trời. Đức Chúa trời. Ừ. một hôm khi thảo luận về chuyện đào tạo cùng lãnh đạo hội thánh là chị Vương tôi nghe chị ấy nói là chị cao rất giỏi trong việc trải nghiệm lại thông công về lẽ thật rất thực tế có thể được bồi dưỡng làm người giám sát công tác chăm tưới nhưng qua những lần tiếp xúc với chị cao tôi thấy chị ấy thiếu tố chất và nhận thức thuần khiết về lẽ thật chị ấy rất thụ động trong bổn phận có lúc suốt mấy tháng chẳng có kết quả gì không phải ứng viên tốt nhưng vì chị vương đã đề cử chị cao nên tôi không chắc mình nhìn nhận có đúng không nữa chị vương lãnh đạo hội thánh nhiều năm nên chắc là phân định tốt hơn tôi tôi nghĩ mình nên thuận theo ý chị ấy nhưng ngay khi có suy nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy tội lỗi suy xét kỹ về ý nghĩ này tôi nhận ra mình lại tập trung vào địa vị và thâm niên lãnh đạo của chị vương chẳng phải tôi lại coi trọng địa vị quyền lực lại đi theo con người sao Ừ, phải tôi nghĩ về chuyện của trương bình và gia đình hậu quả do trước đây tôi sùng bái quyền lực và không giữ vững nguyên tắc đã khiến tôi thấy đau buồn khôn xiết giờ đây việc tôi gặp tình huống tương tự chính là thử thách đến từ đức chúa trời nếu tôi vẫn không thể giữ vững nguyên tắc và giúp chị vương đề bạt một người không phù hợp thế chẳng cản trở lối vào sự sống của các anh chị em sao ừ, phải. đúng vậy chị vương là lãnh đạo hội thánh nhưng thế đâu có nghĩa chị ấy hiểu lẽ thật hoặc biết người một cách hoàn hảo đề xuất của chị chỉ là để tôi tham khảo tôi phải cân nhắc dựa trên nguyên tắc xem liệu chị cao có nên được bồi dưỡng hay không sau đó tôi đã thu thập một vài đánh giá về chị Cao. Xác nhận chị ấy thiếu tố chất và không làm công tác thực tế, không phải ứng viên tốt. Sau đó tôi chia sẻ ý kiến này của mình với chị Vương và chị đồng ý với tôi. Nhờ vậy trong lòng tôi cảm thấy cách duy nhất để được bình an là không đi theo con người mà phải thực hành lẽ thật. Phải, rất đúng. Đã ba năm kể từ vụ việc của Trương Bình và gia đình chị ấy, nhưng lòng tôi vẫn cứ cảm thấy bứt rứt và canh cánh chuyện đó. Bài học không thể quên này khiến tôi nhận ra hậu quả của việc tin Đức Chúa Trời mà lại đi theo con người. Qua các sự việc này, tôi còn trải nghiệm được rằng tìm kiếm lẽ thật và việc làm theo lẽ thật là cách duy nhất để đi theo Đức Chúa Trời và được Ngài chấp thuận. Amen. À, tạ ơn, tạ ơn tạ Chúa Đức Chúa Trời. Trời. Nhìn người và nhìn việc dựa trên lời Đức Chúa Trời.